Trong cái đề tài ngày hôm nay, Phong đưa ra hai cái đề tài như thường lệ, mỗi một ngày có hai cái đề tài để chúng ta nói chuyện. Đề tài thứ nhất là liên tục vi phạm các quy tắc và các nguyên tắc của các quy tắc và nguyên tắc của cộng đồng quốc tế, thì không biết rằng là phía Cộng sản Việt Nam sẽ phải gặp những khó khăn gì. Đây là một trong những cái đề tài khá khá hay, và bên cạnh đó và một cái đề tài sau thì Phong sẽ nói sau. Bây giờ mình đi vào cái đề tài đầu tiên đi, để cho các bạn, đặc biệt là những bạn trong Việt Nam, hiểu rõ hơn tại sao bên ngoài người ta nói rằng là Việt Nam bế tắc toàn diện. Các bạn, trước khi mà đi vào cái những cái đề tài chính và tôi phân tích ra, thì tôi cho các bạn nghe một số những cái quy tắc và những cái quy ước của cộng đồng quốc tế khi mà muốn hội nhập vào cộng đồng quốc tế qua các cái tổ chức lớn, kể cả WTO, kể cả những định chế tài chính như là IMF, World Bank, vân vân. Thì những nơi này, hoặc là kể cả những cái định chế của Liên Hiệp Quốc, họ đều có những cái quy tắc và quy ước chung, những quốc gia nào tham gia thì phải tuân thủ những cái quy tắc này. Tùy theo mỗi một cái quốc gia thì những cái quốc gia, những cái định chế tài chính cũng như là những cái tổ chức này có được những cái đặc thù riêng, nhưng cái đặc thù đó cũng không nằm ngoài cái quy tắc và nguyên tắc cũng như là quy ước của các cái tổ chức này. Bây giờ mình cứ dựa trên những cái lớn nhất như là WTO, tức là Tổ chức Mậu dịch Thế giới đi các bạn. Về cái quy tắc chung, mà cái bản quy tắc chung đó các bạn, đó là thứ nhất là phải tuân thủ cái quy tắc của WTO. Thứ nhất là về sản phẩm, thứ hai là về con người. Cả hai cái quy tắc, dù là có nhiều cái bản quy tắc thì họ có nhiều lắm, nhưng mà tựu chung là họ sẽ tập trung vào hai điểm chính này, tức là thứ nhất là về sản phẩm, thứ hai là về con người. Về sản phẩm, thứ nhất là những sản phẩm đó nó phải được phù hợp với cái tiêu chuẩn chung của cộng đồng quốc tế đặt ra. Thứ hai là nguồn gốc của sản phẩm phải được xác minh một cách rõ ràng. Thứ ba là cái phẩm chất của sản phẩm đó phải được công bố công khai, minh bạch, có những cái chất gì, có những cái gì ở trong đó, để cho tất cả những nước nằm trong đó, ở trong cái tổ chức này, hiểu rõ cái sản phẩm đó như thế nào. Và cái thứ hai là cái nguyên tắc mà xuất cảng và nhập cảng. Thì tùy mỗi một quốc gia đều có một cái luật lệ riêng. Tuy nhiên, cái quy định chung của cộng đồng quốc tế dựa trên cái mà quy tắc mà tôi vừa nói, tức là về mặt sản phẩm phải đầy đủ những cái điều mà tôi vừa nói, là điều chính nhất là nguồn gốc của sản phẩm này, nó từ đâu ra, nguyên liệu gồm những cái gì, như thế nào, đúng không các bạn? Và đồng thời là có những cái bảng thông số cần phải công bố, và đồng thời phải nói rõ cái bo, tức là cái nguồn gốc của cái sản phẩm đó. Bên cạnh đó là con người. Về con người thì tất cả những sản phẩm được xuất cảng là do con người trồng trọt, do con người sản xuất. Do đó, cái quy tắc chung là phải có cái sự tôn trọng tối thiểu về giá trị con người. Về giá trị con người, trong đó bao gồm các quyền lợi của công nhân, bao gồm những cái giá trị khác của quyền con người được quy định bởi Liên Hiệp Quốc. Trong cái bản hiến chương của Liên Hiệp Quốc năm 1948 đã có ghi rõ, thì tất cả các cái định chế tài chính hoặc là các cái tổ chức mậu dịch thế giới đều dựa trên cái bản quy tắc quyền con người của Hiến chương Liên Hiệp Quốc năm 1948. Nước nào ký vào thì nước đó phải tuân thủ cái bản hiến chương này, và không thể gì vì một cái lý do nào đó mà đạp lên cái bản hiến chương này. Do đó thì cái đó là cái quy tắc chung của cộng đồng quốc tế. Ok các bạn. Tuy nhiên, giữa các nước với nhau có những cái hiệp ước song phương, thì luôn luôn họ sẽ lấp liếm, hoặc là họ sẽ che đậy, hoặc là họ sẽ bỏ qua những cái điểm này giữa các hiệp định song phương với nhau. Tuy nhiên, nếu bị kiện lên trên WTO thì họ dù có ký song phương, họ vẫn có thể bị kiện như thường. Ví dụ như Việt Nam ký với Trung Quốc những cái hiệp định song phương nào đó mà trong những cái điều khoản họ ký kết, họ ưu đãi cho nhau chuyện này chuyện kia, tất cả mọi thứ, và cái hàng của Hoa Kỳ hay của Âu Châu vào thị trường Việt Nam mà bị đối xử không được công bằng với cái hàng của thị trường Trung Quốc, thì cả hai quốc gia này vẫn bị kiện ra ra tòa án quốc tế như thường, hoặc là qua qua cái phiên xử của tổ chức mậu dịch thế giới WTO. Do đó, những cái hiệp định song phương tuy rằng là nó có thể giúp các quốc gia có thể thương thảo một cách giữa hai quốc gia với nhau, nhưng nó cũng không thể đi ra khỏi cái quy tắc và cái quy ước
của cái quy định của Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới. Đó là cái mà tôi phân tích cho các bạn hiểu về cái quy ước và cái nguyên tắc chung mà chúng ta có. Do đó, dù rằng là có muốn ký song phương đi nữa, nó không thể đi qua hai cái quy tắc này. Phía Việt Nam cho tới ngày hôm nay, ngay khi lúc tôi đang ngồi nói chuyện với các bạn, thì đã vi phạm rất nhiều những cái quy tắc và quy ước của cộng đồng quốc tế. Nói chung, đó là giống như tôi nói là WTO, là Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới, IMF, tức là Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế, hay là World Bank, tức là Ngân hàng Thế Giới. Tại sao cho chúng ta nói như vậy? Thứ nhất là các bạn đã thấy là Việt Nam đã không rõ ràng trong những cái mặt hàng xuất cảng của họ ra bên ngoài quốc tế. Họ không rõ ràng, họ luôn giấu giếm cái nguồn nguyên liệu, họ luôn giấu giếm những cái mặt hàng, những cái nguồn gốc của cái mặt hàng của họ xuất cảng ra bên ngoài. Mà nói thì các bạn đã hiểu mặt hàng đã xuất phát từ đâu. Không riêng gì Trung Quốc đâu, còn một số nơi khác nữa. Đúng không? Cái thứ hai, cái thứ hai là cái giá trị con người đã không có sự cải thiện theo từng năm, theo cái bậc thang của từng năm. Ví dụ như là năm 2000, Việt Nam ở cái mức thang của cái giá trị con người như thế này, số 5, thì năm 2010 ít nhất nó phải lên 6-7, và 2018 thì nó phải lên tới 7-8, là cái thước đo về cái giá trị con người. Để được tôn trọng như vậy thì cái mặt hàng của Việt Nam mới được xuất cảng một cách rộng rãi ở một số nhiều quốc gia mà không có gặp trở ngại. Còn nếu như mà cái thang điểm đó nó rớt xuống thì có nghĩa là các quốc gia có quyền đánh thuế cao hoặc có quyền ngăn chặn cái mặt hàng của Việt Nam nhập cảng vào quốc gia của họ. Thì các bạn nhìn thấy những đòi hỏi của cộng đồng quốc tế cho tới ngày hôm nay, Cộng sản Việt Nam, những người đang cai trị đất nước Việt Nam vẫn không làm. Và họ luôn luôn tránh né, họ lách chuyện này, họ lách chuyện kia. Do đó mặt hàng xuất cảng Việt Nam luôn gặp trở ngại. Thứ nhất là tính từ năm 2000 cho tới bây giờ, cái hồ sơ nhân quyền, tức là giá trị những cái quyền căn bản của con người, bao gồm cả cái quyền tự do ăn nói, cái quyền tự do ngôn luận, cái quyền tự do đi lại, cái quyền tự do lập hội và cái quyền tự do tôn giáo. Những cái này là cái quyền căn bản của con người, nó không phải là cái sự ban phát là tôi cho anh mới được, mà nó là một cái quyền. Tôi nhấn mạnh nó là cái quyền, là một công dân của bất cứ quốc gia nào cũng có cái quyền đó, không ai ban phát cho họ mà họ có cái quyền đó. Việt Nam không có cho người dân những cái quyền này cho tới giờ phút này. Thứ nhất là quyền tự do ngôn luận vẫn không được tôn trọng một cách tuyệt đối. Rõ ràng là phía Việt Nam vẫn chưa có những cái luật lệ dành cho quyền tự do ngôn luận. Và các bạn căn cứ vào đó các bạn thấy là quyền tự do báo chí nằm trong tự do ngôn luận vẫn không có. Rồi thứ hai, quyền tự do đi lại của công dân. Rõ ràng Việt Nam còn ngoại trừ những cái vấn đề mà gọi là những người bị sách nhiễu vì bất đồng chính kiến ra, Việt Nam còn cái chế độ kiểm soát cái quyền tự do đi lại của người dân rất là nhiều. Từ cái quyền tạm trú, hộ khẩu và chứng minh nhân dân vân vân, rất là nhiều thứ, tức là cái cơ chế hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam rất là nhiêu khê. Do đó cái sự đi lại của người dân khi mà ngủ qua đêm hay ở đâu đó một tuần lễ luôn gặp khó khăn. Còn cái việc mà đi qua đó buổi sáng buổi chiều về thì tôi không nói, nhưng mà khi ngủ qua đêm hay có những cái công việc nó kéo dài cả 2-3 tuần lễ thì cái thủ tục đó khá nhiêu khê. Đó là cái quyền tự do đi lại cũng bị kiểm soát và ràng buộc. Chưa kể những công dân mà họ có cái ý kiến khác biệt với kẻ cầm quyền thì họ luôn luôn bị công an sách nhiễu, an ninh sách nhiễu, ngăn chặn, bắt giữ, không cho ra khỏi nhà vân vân, vi phạm vào cái quyền tự do đi lại của người ta, đúng không? Rồi cái thứ ba là cái quyền tự do tôn giáo. Cho tới giờ phút này chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn bị xem là một trong những quốc gia thiếu sự tôn trọng tôn giáo, và họ đã có nhiều cái công ty lập ra nhiều cái gọi là cái tôn giáo quốc doanh, tức là do nhà nước kiểm soát, Đảng Cộng sản kiểm soát, mà không để cho tất cả các tôn giáo có cái quyền tự quyết của họ. Do đó Việt Nam vẫn bị xét vào cái vấn đề gọi là không có tự do tôn giáo. Và cuối cùng là Việt Nam vẫn chưa có cái cho phép người dân, tức là không phải cho phép mà chưa tôn trọng cái quyền của người dân là cái quyền tự do lập hội. Cho tới giờ phút này Việt Nam không có công đoàn độc lập, cũng không có những cái hội tư nhân được phép hoạt động một cách thoải mái. Họ là chính quyền luôn làm khó làm dễ những cái hội tư nhân để cho họ không thể lập hội được, và họ ra những cái luật lệ, những cái trói buộc rất là khó khăn, cho nên không có người nào có thể lập hội được cả.
Bởi vì những điều này, do đó hàng năm, cái thước điểm của Việt Nam về cái giá trị con người, cái quyền con người và cái giá trị con người đã xuống cấp. Do đó mặt hàng của họ khi du nhập vào những quốc gia khác, một là sẽ bị đánh thuế rất cao. Tại các quốc gia khác, không có quốc gia nào mà muốn miễn thuế cho nước khác nhập cảng vào hàng vào nước mình cả, mà họ phải chịu cái quy tắc của cộng đồng quốc tế là phải giảm giá, phải giảm thuế để có cái sự công bằng về vấn đề buôn bán. Không quốc gia nào muốn giảm thuế cả, nước nào cũng muốn tăng thuế, nhưng tăng thuế phải có lý do. Tăng thuế thì phải có lý do hợp lý. Do đó mặt hàng của Việt Nam khi du nhập vào những quốc gia đó thì bị tăng thuế vì họ vi phạm những quy tắc này, và họ không thể kiện được lên WTO khi mặt hàng của họ bị tăng thuế. Ví dụ như là họ có đầy đủ những cái đó, mà quốc gia nào mà vô cớ tăng thuế họ thì họ có thể kiện lên WTO. Nhưng bây giờ họ vi phạm quá nhiều những cái điều này, do đó là nhiều quốc gia tăng thuế nhập cảng đối mặt hàng Việt Nam. Một số quốc gia họ cẩn thận cho cái người dân của họ như Hoa Kỳ, Âu Châu, thì họ không có tăng thuế nhiều, nhưng họ giảm bớt cái mặt hàng quota xuất cảng từ Việt Nam nhập cảng vào những quốc gia này. Đây là một trong những cái điều mà gây khó khăn vô cùng, là tất cả mặt hàng của Việt Nam không thể nhập cảnh một cách thoải mái. Tức là họ sẽ có quota, một năm tôi cho anh bao nhiêu tấn như thế nào, và quá số lượng này là không được. Do đó mặt hàng của Việt Nam bị giới cản toàn bộ. Đây là cái quy tắc chung của cộng đồng quốc tế. Nếu bất cứ một quốc gia nào muốn hội nhập vào cộng đồng quốc tế thì phải đi qua cái công đoạn này. Đúng không các bạn? Và như vậy thì mặt hàng của Việt Nam bị yếu đi. Do đó Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn dùng cái lối khôn vặt, họ lách luật của cộng đồng quốc tế bằng cách là đi tìm cách đi ký những cái văn bản song phương. Ví dụ như giữa Việt Nam với Canada, giữa Việt Nam với Trung Quốc, giữa Việt Nam với lại Úc, giữa Việt Nam với lại New Zealand, vân vân. Họ ký những cái văn bản song phương đó, và trong đó thì họ yêu cầu những quốc gia đó giảm bớt những cái quy tắc này để họ có thể xuất cảng qua những quốc gia này. Thì những quốc gia này tùy theo quốc gia họ đánh giá mà họ có thể châm trước hay không. Nhưng nếu họ châm trước thì họ có khả năng sẽ bị những quốc gia khác kiện, bởi vì họ đã thiếu cái sự công bằng ở trong cái cách đối xử với những quốc gia khác. Do đó cái vấn đề hiệp ước song phương giữa đôi bên nó luôn luôn là một cái vùng màu xám. Nó luôn luôn là một cái vùng màu xám cho cả hai quốc gia khi ký kết. Ví dụ như Cộng sản Việt Nam mà ký với Trung Quốc thì họ cũng ký cái gì cũng được hết các bạn. Và hai bên giấu nhẹm cái vấn đề ký kết đi, không cho quốc gia khác biết, thì người ta không biết, thì người ta không biết làm sao người ta kiện cả, trừ khi có bằng chứng. Đúng không? Và vì vậy thì phía Cộng sản Việt Nam cai trị dân, thay vì tôn trọng những cái quyền đó để mặt hàng của Việt Nam được thoải mái như hội nhập vào cộng đồng quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam lại tìm cách lách né bằng cách đi ký những cái hiệp ước song phương giữa các quốc gia với nhau. Và khi mà ký như vậy thì nó đưa Việt Nam vô một cái risky, tức là một cái tiềm năng nguy hiểm. Thứ nhất là cái mặt hàng của Việt Nam sẽ cũng bị giới hạn, và Việt Nam sẽ phải nhập cảng nhiều hơn là xuất cảng. Tại vì khi đi theo cái hướng này mà muốn những quốc gia đó mắt nhắm mắt mở cho những cái vi phạm của Việt Nam, thì bù lại Việt Nam phải mở cửa và đưa quyền lợi cho quốc gia đó nhiều hơn, gấp 2 hoặc gấp 3, tức là cái cán cân mậu dịch nó không đều, thì họ mới đạt được cái điều họ mong muốn. Ý của tôi muốn nói là nếu như ví dụ nha, bây giờ Việt Nam ký với Úc đi, bây giờ Việt Nam nói ok mấy cái chuyện mà kia thì thôi anh chăm trước cho tôi để tôi có thể xuất cảng mặt hàng của tôi vào thị trường của anh, thì Úc có thể nói, ok tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho anh được ở một cái giới hạn nào đó mà tôi không bị kiện. Tuy nhiên anh chỉ có thể nhập cảng nếu mà anh nhập cảng 1 tỷ đô la tiền hàng vào nước tôi, thì tôi có thể nhập 5 tỷ đô la tiền hàng vào nước của anh. Là các bạn thấy cái cán cân mậu dịch nó xa như vậy rồi, hoặc là 10 tỷ đô la xa hơn nữa. Do đó Đảng Cộng sản Việt Nam đôi lúc họ cắn răng họ ký những cái điều đó để họ thoát được cái vấn đề mà phải thực thi những cái quyền, tôn trọng những cái quyền con người, những cái giá trị con người hay là cái nguồn gốc của sản phẩm. Và vì vậy cuối cùng các bạn thấy, nhưng mà họ có tha đâu, các bạn thấy vừa rồi Âu Châu đã moi ra cái vấn đề thép, là họ ký theo cái kiểu song phương như vậy, rồi họ nhập thép, nhập cảng từ Trung Quốc qua Việt Nam, đóng mộc Made in Việt Nam đưa vào thị trường của Âu Châu hay thị trường Hoa Kỳ, và bây giờ bị khui ra. Thì dựa trên cái đó tôi nói cho các bạn biết là phía Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tìm cách luồn lách cái khung quy tắc đó.
cái khung quy tắc là như vậy, nhưng mà thay vì á là họ tôn trọng cái đó, họ làm thì họ không có bị trở ngại gì hết, không bị tăng thuế mà cũng không bị làm khó làm dễ cho cái quota, tức là cái số lượng nhập cảng. Nhưng mà vì họ không có những cái điều tôn trọng những cái quyền con người và cái khẳng định được cái giá trị của sản phẩm về cái mặt hàng xuất cảng đó, và cái phẩm chất của sản phẩm cũng như là cái nguồn gốc của sản phẩm, do đó họ không có, thay vì họ làm những cái điều đó thì họ thoải mái, đằng này họ không làm thì họ lách bằng cách là họ đi deal riêng từng nước, tức là họ nói chuyện riêng với từng nước, ok anh tha cho tôi khúc này để tôi mở cửa cho anh khúc kia, tôi mở nhiều hơn cho anh để anh có lợi nhiều hơn. Cái kiểu họ thương thuyết là như vậy. Do đó tại sao mà Việt Nam mở cửa cùng một lượt với một số quốc gia khác, nhưng tới ngày hôm nay Cộng sản Việt Nam vẫn đi tụt hậu so với những quốc gia cùng khu vực. Và các bạn đã hiểu được lý do tại sao mà mặt hàng của Việt Nam luôn bị giới hạn. Giống như tôi đã từng giải thích ở những cái livestream trước, mặt hàng Việt Nam luôn bị giới hạn bởi nhiều thứ, đúng không? Và bên cạnh đó, Việt Nam cho tới ngày hôm nay cũng không có một cái hệ thống tư pháp độc lập để có thể bảo đảm cái sự công bằng giữa đôi bên kiện tụng với nhau. Vì vậy mà cái mặt hàng của Việt Nam khi xuất cảng ra bên ngoài luôn gặp trở ngại và luôn gặp những cái khó khăn về quota. Đây là một trong những cái điều mà khiến cho dân tộc Việt Nam không thể phát triển được. Tại vì khi mà đi ra ngoài mà cái gì cũng bị giới hạn hết thì làm sao mình có thể phát triển toàn bộ cái nội lực của cả một dân tộc được. Mà nếu như thay đổi những điều này thì cái kẻ cai trị không muốn, nếu cho người ta cái quyền tự do ngôn luận thì có nghĩa là người ta có thể lên án chỉ trích tất cả những cái sai sót, những cái sai sót của đảng cầm quyền, của những quan chức cầm quyền và nhiều hơn nữa, đúng không các bạn, bởi những tờ báo tư nhân. Còn bây giờ đảng kiểm soát hết báo chí thì ai dám chỉ trích, cái nào đảng cho nói thì nói, cái nào đảng không cho nói thì không nói, hoặc là nội bộ đảng đánh nhau á thì cho tố ông này cho tố ông kia, chứ mà họ không cho người dân tố. Vì vậy cái tự do ngôn luận nó là nguồn gốc của tất cả các loại tự do khác, và vì vậy đảng cộng sản siết chặt cái tự do ngôn luận. Ngay cả bây giờ họ kiểm soát không nổi mạng xã hội Facebook, họ đang tìm cách để họ siết chặt cái này luôn, tại đây là cái cửa nói chuyện duy nhất của người dân và cái phản ảnh của người dân đối với những cái hành động của gọi là những cái hành động tiêu cực của cái đảng cai trị và cái những quan chức có thể đảng cai trị. Thì bây giờ họ tìm cách họ bịt miệng bằng cách là kiểm soát mạng xã hội, họ còn đưa ra cái động thái ngược lại với cộng đồng quốc tế nữa. Rồi quyền tự do lập hội cho tới ngày hôm nay họ đâu có giải gì cho người ta lập hội các bạn. Các lập hội rồi có hội kín hội mở, rồi có những cái người mà chống đối và lại cái đảng cai trị đó, họ không kiểm soát được, cho nên họ cấm không cho người dân lập hội, đúng không? Rồi cái quyền tự do đi lại họ kiểm soát rất gắt gao, họ kiểm soát để chi các bạn? Để họ biết chắc và họ kiểm soát được và họ trấn áp được những người dân khi có những cái mầm mống mà được xem là những cái mầm mống phản động trong mặt kép. Họ kiểm soát như vậy. Rồi tôn giáo cũng vậy, họ biết bất cứ một quốc gia nào những cái lực lượng được xem là mạnh nhất trong công chúng là những cái lực lượng về tôn giáo. Bây giờ họ kiểm soát tôn giáo để họ kiểm soát, không có một cái thế lực nào có thể lật đổ được họ. Họ ra sức họ kiểm soát hết tất cả những điều này, và tất cả những điều này đều vi phạm vào cái quy tắc và quy ước của cộng đồng quốc tế, của những định chế tài chính, của những tổ chức mậu dịch thế giới. Do đó họ bị kiểm soát một cách gắt gao, họ bị kiểm soát rất chặt chẽ về cái mặt hàng xuất cảng. Và cuối cùng là gì? Mặt hàng của Việt Nam khi mà được xuất cảng qua một quốc gia khác, thứ nhất là bị giới hạn quota, số lượng không nhiều. Thứ hai là đôi khi bị đánh thuế cao hơn bình thường. Bị đánh thuế cao hơn bình thường, họ vẫn phải chịu đựng. Nếu như họ thực thi tất cả những điều này mà nếu quốc gia nào đánh thuế cao họ thì họ có thể kiện lên WTO. Nhưng mà tại vì họ vi phạm tất cả những điều này cho nên họ không thể kiện ai được hết. Bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có quyền tăng thuế đối với mặt hàng Việt Nam và có quyền ngăn chặn cái quota hoặc giới hạn cái quota mặt hàng của Việt Nam xuất cảng vào các quốc gia khác khi mà họ muốn hội nhập vào cộng đồng quốc tế. Còn nếu họ không muốn hội nhập đó là chuyện của họ, nhưng mà họ không thể bước vô cộng đồng quốc tế rồi ô tôi là một quốc gia đang phát triển, tôi vừa thoát khỏi chiến tranh bla 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 bla. Các bạn, họ cái định chế cái tổ chức mậu dịch thế giới nó là một tổ chức thương mại,
giữa các quốc gia với nhau. Và cái tổ chức thương mại đó họ có cái định chế của họ, họ có quy tắc của họ, họ đặt ra những quy tắc đó thì phải tuân thủ, còn không thôi thì đừng gia nhập. Có thể chơi sân ngoài, muốn chơi sao chơi. Còn nếu gia nhập vào thì phải tuân thủ. Mà tuân thủ thì nếu như mà không tuân thủ thì thiệt thòi đáng chịu. Đó là quy tắc của cộng đồng quốc tế. Do đó các bạn thấy tại sao mà bên ngoài người ta nhìn vào Việt Nam, đa số đều nhìn thấy cái bài toán bế tắc này. Và những điều này không bao giờ được cái đảng cai trị cho phép, báo chí cho phép, người dân trong nước đề cập tới cả. Không cho phép. Và họ chỉ nêu lý do là ồ, như vừa rồi đi, là cái vấn đề mà Hoa Kỳ tăng thuế thép đi, đối với những cái thép từ Việt Nam hay nhôm từ Việt Nam nhập cảng vào Hoa Kỳ đi, rồi phía Việt Nam ồ chúng tôi sẽ kiện. Làm sao kiện? Anh vi phạm một đống nguyên tắc như vậy thì những quốc gia đó có cái quyền ngăn chặn tăng thuế, đó là anh không kiện được. Rồi cái vấn đề cá ba sa cũng vậy, khi họ nhập cá ba sa vào Việt Nam, tức là bên Việt Nam gọi là hình như là cá gì, cá bông lao phải không các bạn, cá ba sa hay cá catfish, gọi cá bông lao phải không, thì cái số lượng cũng bị giới hạn rất nhiều. Lý do là anh đã vi phạm tất cả những quy tắc này. Và nước Mỹ có quyền tăng thuế hoặc giảm những cái quota nhập cảng từ Việt Nam mà phía Việt Nam không làm gì được, không thể kiện được, cũng không nói được, tại vì họ đã vi phạm những cái quy tắc chung của cộng đồng thế giới. Do đó đây là cái bản là lý giải rất rõ ràng cho các bạn trong Việt Nam hiểu được, và đừng để cho báo chí trong Việt Nam nói ô tại vì Mỹ Đức đối xử bất công với mình, hàng họ nhập vô mình nhiều quá mà mình nhập vô họ quá ít. Nói vấn đề là cái hiệp ước song phương đó Mỹ cũng không thể vi phạm cái quy tắc chung của cộng đồng quốc tế. Do đó họ chỉ có thể mắt nhắm mắt mở một phần nào, nhưng bù lại thì phía Cộng sản Việt Nam phải mở rộng cái thị trường cho Mỹ nhiều hơn. Thay vì còn Mỹ thì khép lại, mà Việt Nam không làm gì được. Trừ phi là họ có đầy đủ những cái, họ tôn trọng tất cả những cái quy tắc này, thì họ sẽ được đối xử công bằng giống như những quốc gia khác. Và nếu như quốc gia nào tăng thuế họ hay là có những cái hành động ngăn chặn xuất cảng của họ, nhập cảng vào quốc gia đó, thì họ có quyền khởi kiện. Họ có quyền khởi kiện. Ví dụ như là nhiều năm trước đây, các bạn còn nhớ là thế giới có một cái đại dịch về thịt bò đó. Thì Hoa Kỳ đã ra cái lệnh ngăn chặn tất cả thịt bò nhập cảng vào Hoa Kỳ, trong đó có Úc, có Nhật, vân vân. Rất là nhiều, nó gọi là cái bệnh dịch mà con bò mà nó gọi là gì, sứt móng đó. Đúng không? Thì cái bệnh dịch đó nó lan rộng ra thì Hoa Kỳ giới hạn. 10 năm sau Hoa Kỳ vẫn giữ cái lệnh đó như thường. Tại vì các quốc gia xuất cảng thịt bò đã không chứng minh được cái mức độ an toàn của thịt bò vào Hoa Kỳ, thì Hoa Kỳ vẫn có khả năng chặn mà không quốc gia nào kiện được cả. Tại vì anh đã vi phạm cái luật đó rồi. Thì tương tự như Việt Nam cũng vậy thôi. Bây giờ có ký song phương đi nữa thì kết quả cũng giống nhau. Kết quả cũng giống nhau mà phía Việt Nam luôn chịu thiệt thòi. Bởi vì họ không thực hiện đầy đủ những cái quy tắc và quy ước theo quy định của cộng đồng quốc tế. Đây chính là cái bài toán gọi là mấu chốt mà họ phải giải quyết. Nhưng họ luôn lấp liếm, tức là đảng cai trị nó luôn lấp liếm, che đậy những cái thông tin này đối với người dân. Và họ chỉ giải thích ô tại vì hiệp ước song phương đối tác toàn diện gì với những quốc gia đó, chúng ta có cái này cái kia. Họ lấp liếm, họ không dám cho biết cái sự thật. Tại sao mặt hàng Việt Nam nhập cảng của những quốc gia khác đều bị giới hạn quota, đều bị gây khó khăn và bị tăng thuế? Họ không dám giải thích sự thật đó với tất cả người dân trong Việt Nam. Và họ lấp liếm bằng những cái lý do trên trời dưới đất để cho dân Việt Nam không quan tâm tới là tại sao như vậy. Các bạn, đây là cái điểm chính mà phía Cộng sản Việt Nam luôn luôn che đậy, và họ giữ cái quyền cai trị đó, họ che đậy, họ lấp liếm bằng những điều đó. Rồi sau đó là cái gì các bạn? Họ bán lậu những cái hàng đó, ví dụ như dầu thô. Thay vì họ bán một cách chính thức qua cái ngã mà chính thức đàng hoàng thì họ đâu có bị lỗ lã. Chính vì như vậy họ bị giới hạn, cho nên họ bán lậu cho Trung Quốc ở trên biển, họ bán lậu cho Nga trên biển. Và khi bán lậu thì đương nhiên cái giá đâu cũng phải là cái giá thị trường, nó phải thấp hơn giá thị trường. Nó phải thấp hơn giá thị trường. Và cuối cùng là gì các bạn? Lỗ. Cuối cùng là lỗ. Đó là tôi lý giải cho các bạn biết tại sao các công ty quốc doanh do đảng cai trị đều lỗ cả. Cái mấu chốt vấn đề nó nằm ngay chỗ này.
Đây chính là cái lý do chính các bạn ngoại trừ, đương nhiên nó sẽ cộng thêm cái phần mà các quan chức tham nhũng đục khoét trong đó nữa, chứ không phải không. Ví dụ bán một thùng dầu thô, một barrel dầu thô giá ngày thì họ lại làm giấy tờ giả, là họ đốp thêm một miếng nữa, trên cái tiền nó trở về cái ngân cái kho bạc chính phủ không còn bao nhiêu hết, bị đục khoét hết rồi, là bị bán giá rẻ cho những quốc gia khác, bán lậu cho những quốc gia khác, hàng lậu bán giá rẻ hơn. Chính vì vậy mà cái bài toán Việt Nam tới ngày hôm nay người ta vẫn gọi là bế tắc toàn diện. Ok các bạn, giải thích cho các bạn hiểu lý do tại sao mà tất cả những cái mặt hàng của Việt Nam khi xuất cảng qua cộng đồng quốc tế thì luôn bị giới hạn và bị đánh thuế, không làm gì người ta được, là bởi vì đảng cai trị của các bạn đã vi phạm tất cả những quy tắc và quy ước của cộng đồng quốc tế, của những định chế tài chánh, của những tổ chức mậu dịch thế giới, và họ phải chịu đựng tất cả những cái hình phạt này và không làm gì được, trừ khi họ tuân thủ đầy đủ. Còn những cái hiệp ước song phương họ ký với từng nước không có giá trị cao mà chỉ giúp cho họ lách tạm thời mà thôi. Ok, một lát nữa Phong sẽ trở lại với cái đề tài thứ hai. 3 phút thôi, các bạn đừng rời khỏi làn sóng 98.7 FM Houston, nhật ký mỗi ngày của Trần Nhật Phong trên Hải Lê Radio và trên livestream cũng như là Local TV tại San Jose và Dallas. Phong sẽ trở lại trong vòng 3 phút nữa. Năm mà bị đối xử không được công bằng với cái hàng của thị trường Trung Quốc thì cả hai quốc gia này vẫn bị kiện ra ra tòa của ra tòa án quốc tế như thường, hoặc là qua qua cái phiên xử của tổ chức mậu dịch thế giới WTO. Do đó những cái hiệp định song phương tuy rằng là nó có thể giúp các quốc gia có thể thương thảo một cách giữa hai quốc gia với nhau, nhưng nó cũng không thể đi ra khỏi cái quy tắc và cái quy ước của cái quy định của tổ chức mậu dịch thế giới. Đó là cái mà tôi phân tích cho các bạn hiểu về cái quy ước và cái nguyên tắc chung mà chúng ta có. Do đó dù rằng là có muốn ký song phương đi nữa, nó không thể đi qua hai cái quy tắc này. Phía Việt Nam cho tới ngày hôm nay, ngay khi lúc mà tôi đang ngồi nói chuyện với các bạn, thì đã vi phạm rất nhiều những cái quy tắc và quy ước của cộng đồng quốc tế. Nói chung, đó là giống như tôi nói là WTO, là Tổ chức Mậu dịch Thế giới, IMF, tức là Quỹ Tiền tệ Quốc tế, hay là World Bank, tức là Ngân hàng Thế giới. Tại sao do chúng ta nói như vậy? Thứ nhất là các bạn đã thấy là Việt Nam đã không rõ ràng trong những cái mặt hàng xuất cảng của họ ra bên ngoài quốc tế. Họ không rõ ràng, họ luôn giấu giếm cái nguồn nguyên liệu, họ luôn giấu giếm những cái mặt hàng, những cái nguồn gốc của cái mặt hàng của họ xuất cảng ra bên ngoài. Mà nói thì các bạn đã hiểu mặt hàng nó xuất phát từ đâu. Không riêng gì Trung Quốc đâu, còn một số nơi khác nữa. Đúng không? Cái thứ hai là cái giá trị con người đã không có sự cải thiện theo từng năm, theo cái bậc thang của từng năm. Ví dụ như là năm 2000, Việt Nam ở cái mức thang của cái giá trị con người như thế này, số 5, thì năm 2010 ít nhất nó phải lên 6, 7, và 2018 thì nó phải lên tới 7, 8, là cái thước đo về cái giá trị con người để được tôn trọng như vậy, thì cái mặt hàng của Việt Nam mới được xuất cảng một cách rộng rãi ở một số nhiều quốc gia mà không có gặp trở ngại. Còn nếu như mà cái thang điểm đó nó rớt xuống thì có nghĩa là các quốc gia có quyền đánh thuế cao hoặc có quyền ngăn chặn cái mặt hàng của Việt Nam nhập cảng vào quốc gia của họ. Thì các bạn nhìn thấy những đòi hỏi của cộng đồng quốc tế cho tới ngày hôm nay, Cộng sản Việt Nam, những người đang cai trị đất nước Việt Nam vẫn không làm. Và họ luôn luôn tránh né, họ lách chuyện này, họ lách chuyện kia. Do đó mặt hàng xuất cảng Việt Nam luôn gặp trở ngại. Thứ nhất là tính từ năm 2000 cho tới bây giờ, cái hồ sơ nhân quyền, tức là giá trị những cái quyền căn bản của con người, bao gồm cả cái quyền tự do ăn nói, cái quyền tự do ngôn luận, cái quyền tự do đi lại, cái quyền tự do lập hội và cái quyền tự do tôn giáo. Những cái này là cái quyền căn bản của con người, nó không phải là cái sự ban phát là tôi cho anh mới được, mà nó là một cái quyền, tôi nhấn mạnh nó là cái quyền, là một công dân của bất cứ quốc gia nào cũng có cái quyền đó, không ai ban phát cho họ mà họ có cái quyền đó. Việt Nam không có cho người dân những cái quyền này cho tới giờ phút này. Thứ nhất là quyền tự do ngôn luận vẫn không được tôn trọng một cách tuyệt đối. Rõ ràng là phía Việt Nam vẫn chưa có những cái luật lệ dành cho quyền tự do ngôn luận. Và các bạn căn cứ vào đó các bạn thấy là quyền tự do báo chí nằm trong tự do ngôn luận vẫn không có. Rồi thứ hai, quyền tự do đi lại của công dân.
Rõ ràng Việt Nam còn ngoại trừ những cái vấn đề mà gọi là những người bị sách nhiễu vì bất đồng chính kiến ra, Việt Nam còn cái chế độ kiểm soát cái quyền tự do đi lại của người dân rất là nhiều, từ cái quyền tạm trú, hộ khẩu và chứng minh nhân dân vân vân, rất là nhiều thứ. Tức là cái cơ chế hành chính của Đảng Cộng sản Việt Nam rất là nhiêu khê, do đó cái sự đi lại của người dân khi mà ngủ qua đêm hay ở đâu đó một tuần lễ luôn gặp khó khăn. Còn cái việc mà đi qua đó buổi sáng buổi chiều về thì tôi không nói, nhưng mà khi ngủ qua đêm hay có những cái công việc nó kéo dài cả 2-3 tuần lễ thì cái thủ tục đó khá nhiêu khê. Đó là cái quyền tự do đi lại cũng bị kiểm soát và ràng buộc. Chưa kể những công dân mà họ có cái ý kiến khác biệt với kẻ cầm quyền thì họ luôn luôn bị công an sách nhiễu, an ninh sách nhiễu, ngăn chặn, bắt giữ, không cho ra khỏi nhà vân vân, vi phạm vào cái quyền tự do đi lại của người ta. Đúng không? Rồi cái thứ ba là cái quyền tự do tôn giáo. Trong cái đề tài ngày hôm nay, Phong đưa ra hai cái đề tài như thường lệ, mỗi một ngày có hai cái đề tài để chúng ta nói chuyện. Đề tài thứ nhất là liên tục vi phạm các quy tắc và các nguyên tắc của các quy tắc và nguyên tắc của cộng đồng quốc tế, thì không biết rằng là phía Cộng sản Việt Nam sẽ phải gặp những khó khăn gì. Đây là một trong những cái đề tài khá khá hay, và bên cạnh đó và một cái đề tài sau thì Phong sẽ nói sau. Bây giờ mình đi vào cái đề tài đầu tiên đi, để cho các bạn, đặc biệt là những bạn trong Việt Nam, hiểu rõ hơn tại sao bên ngoài người ta nói rằng là Việt Nam bế tắc toàn diện. Các bạn, trước khi mà đi vào cái những cái đề tài chính và tôi phân tích ra, thì tôi cho các bạn nghe một số những cái quy tắc và những cái quy ước của cộng đồng quốc tế khi mà muốn hội nhập vào cộng đồng quốc tế qua các cái tổ chức lớn, kể cả WTO, kể cả những định chế tài chính như là IMF, World Bank, vân vân. Thì những nơi này, hoặc là kể cả những cái định chế của Liên Hiệp Quốc, họ đều có những cái quy tắc và quy ước chung. Những quốc gia nào tham gia thì phải tuân thủ những cái quy tắc này. Tùy theo mỗi một cái quốc gia thì những cái quốc gia, những cái định chế tài chính cũng như là những cái tổ chức này có được những cái đặc thù riêng. Những cái đặc thù đó cũng không nằm ngoài cái quy tắc và nguyên tắc cũng như là quy ước của các cái tổ chức này. Bây giờ mình cứ dựa trên những cái lớn nhất như là WTO, tức là tổ chức mậu dịch thế giới đi các bạn. Về cái quy tắc chung, là cái bản quy tắc chung đó các bạn. Đó là thứ nhất là phải tuân thủ cái quy tắc của WTO. Thứ nhất là về sản phẩm. Thứ hai là về con người. Cả hai cái quy tắc dù là có nhiều cái bản quy tắc thì họ có nhiều lắm, nhưng mà tựu chung là họ sẽ tập trung vào hai điểm chính này. Tức là thứ nhất là về sản phẩm, thứ hai là về con người. Về sản phẩm, thứ nhất là những sản phẩm đó nó phải được phù hợp với cái tiêu chuẩn chung của cộng đồng quốc tế đặt ra. Thứ hai là nguồn gốc của sản phẩm phải được xác minh một cách rõ ràng. Thứ ba là cái phẩm chất của sản phẩm đó phải được công bố công khai, minh bạch, có những cái chất gì, có những cái gì ở trong đó, để cho tất cả những nước nằm trong đó, ở trong cái tổ chức này hiểu rõ cái sản phẩm đó như thế nào. Và cái thứ hai là cái nguyên tắc mà xuất cảng và nhập cảng. Thì tùy mỗi một quốc gia đều có một cái luật lệ riêng. Tuy nhiên, cái quy định chung của cộng đồng quốc tế dựa trên cái mà quy tắc mà tôi vừa nói, tức là về mặt sản phẩm phải đầy đủ những cái điều mà tôi vừa nói, là nguồn điều chính nhất là nguồn gốc của sản phẩm này, nó từ đâu ra, nguyên liệu gồm những cái gì, như thế nào, đúng không các bạn? Và đồng thời là có những cái bảng thông số cần phải công bố, và đồng thời phải nói rõ cái bo, tức là cái nguồn gốc của cái sản phẩm đó. Bên cạnh đó là con người. Về con người thì tất cả những sản phẩm được xuất cảng là do con người trồng trọt, do con người sản xuất. Do đó, cái quy tắc chung là phải có cái sự tôn trọng tối thiểu về giá trị con người. Về giá trị con người, trong đó bao gồm các quyền lợi của công nhân, bao gồm những cái giá trị khác của quyền con người được quy định bởi Liên Hiệp Quốc. Trong cái bản hiến chương của Liên Hiệp Quốc năm 1948 đã có ghi rõ, thì tất cả các cái định chế tài chính hoặc là các cái tổ chức mậu dịch thế giới đều dựa trên cái bản quy tắc quyền con người của Hiến chương Liên Hiệp Quốc năm 1948. Nước nào ký vào thì nước đó phải tuân thủ cái bản hiến chương này, và không thể gì vì một cái lý do nào đó mà đạp lên cái bản hiến chương này. Do đó thì cái đó là cái quy tắc chung của cộng đồng quốc tế. Ok các bạn. Tuy nhiên, giữa các nước với nhau có những cái hiệp ước song phương
thì luôn luôn họ sẽ lấp liếm, hoặc là họ sẽ che đậy, hoặc là họ sẽ bỏ qua những cái điểm này giữa các hiệp định song phương với nhau. Tuy nhiên, nếu bị kiện lên trên WTO, thì họ dù có ký song phương, họ vẫn có thể bị kiện như thường. Ví dụ như Việt Nam ký với Trung Quốc những cái hiệp định song phương nào đó, mà trong những cái điều khoản họ ký kết, họ ưu đãi cho nhau chuyện này, chuyện kia, tất cả mọi thứ. Và cái hàng của Hoa Kỳ hay của Âu Châu vào thị trường Việt Nam cho tới giờ phút này, chính quyền Cộng sản Việt Nam vẫn bị xem là một trong những quốc gia thiếu sự tôn trọng tôn giáo. Và họ đã xem, họ đã có nhiều cái công ty lập ra nhiều cái gọi là cái tôn giáo quốc doanh, tức là do nhà nước kiểm soát, Đảng Cộng sản kiểm soát, mà không để cho tất cả các tôn giáo có cái quyền tự quyết của họ. Do đó Việt Nam vẫn bị xét vào cái vấn đề gọi là không có tự do tôn giáo. Và cuối cùng là Việt Nam vẫn chưa có cái cho phép người dân, tức là không phải cho phép mà chưa tôn trọng cái quyền của người dân, là cái quyền tự do lập hội. Cho tới giờ phút này, Việt Nam không có công đoàn độc lập, cũng không có những cái hội tư nhân được phép hoạt động một cách thoải mái. Họ là chính quyền luôn làm khó làm dễ những cái hội tư nhân để cho họ không thể lập hội được. Và họ ra những cái luật lệ, những cái trói buộc rất là khó khăn, cho nên không có người nào có thể lập hội được cả. Bởi vì những điều này, do đó hàng năm, cái thước điểm của Việt Nam về cái giá trị con người, cái quyền con người và cái giá trị con người đã xuống cấp. Do đó mặt hàng của họ khi du nhập vào những quốc gia khác, một là sẽ bị đánh thuế rất cao. Tại các quốc gia khác, không có quốc gia nào mà muốn miễn thuế cho nước khác nhập cảng vào hàng vào nước mình cả, mà họ phải chịu cái quy tắc của cộng đồng quốc tế là phải giảm giá, phải giảm thuế để có cái sự công bằng về vấn đề buôn bán. Không quốc gia nào muốn giảm thuế cả, nước nào cũng muốn tăng thuế, nhưng tăng thuế phải có lý do. Tăng thuế thì phải có lý do hợp lý. Do đó mặt hàng của Việt Nam khi du nhập vào những quốc gia đó thì bị tăng thuế vì họ vi phạm những quy tắc này, và họ không thể kiện được lên WTO khi mặt hàng của họ bị tăng thuế. Ví dụ như là họ có đầy đủ những cái đó, mà quốc gia nào mà vô cớ tăng thuế họ thì họ có thể kiện lên WTO. Nhưng bây giờ họ vi phạm quá nhiều những cái điều này, do đó là nhiều quốc gia tăng thuế nhập cảng đối mặt hàng Việt Nam. Một số quốc gia họ cẩn thận cho cái người dân của họ như Hoa Kỳ, Âu Châu, thì họ không có tăng thuế nhiều, nhưng họ giảm bớt cái mặt hàng quota xuất cảng từ Việt Nam nhập cảng vào những quốc gia này. Đây là một trong những cái điều mà gây khó khăn vô cùng, là tất cả mặt hàng của Việt Nam không thể nhập cảnh một cách thoải mái. Tức là họ sẽ có quota, một năm tôi cho anh bao nhiêu tấn, như thế nào, và quá số lượng này là không được. Do đó mặt hàng của Việt Nam bị giới cản toàn bộ. Đây là cái quy tắc chung của cộng đồng quốc tế. Nếu bất cứ một quốc gia nào muốn hội nhập vào cộng đồng quốc tế thì phải đi qua cái công đoạn này, đúng không các bạn? Và như vậy thì mặt hàng của Việt Nam bị yếu đi. Do đó Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn dùng cái lối khôn vặt, họ lách luật của cộng đồng quốc tế bằng cách là đi tìm cách đi ký những cái văn bản song phương. Ví dụ như giữa Việt Nam với Canada, giữa Việt Nam với Trung Quốc, giữa Việt Nam với lại Úc, giữa Việt Nam với lại New Zealand, vân vân. Họ ký những cái văn bản song phương đó, và trong đó thì họ yêu cầu những quốc gia đó giảm bớt những cái quy tắc này để họ có thể xuất cảng qua những quốc gia này. Thì những quốc gia này tùy theo quốc gia họ đánh giá mà họ có thể châm trước hay không. Nhưng nếu họ châm trước thì họ có khả năng sẽ bị những quốc gia khác kiện, bởi vì họ đã thiếu cái sự công bằng ở trong cái cách đối xử với những quốc gia khác. Do đó cái vấn đề hiệp ước song phương giữa đôi bên nó luôn luôn là một cái vùng màu xám. Nó luôn luôn là một cái vùng màu xám cho cả hai quốc gia khi ký kết. Ví dụ như Cộng sản Việt Nam mà ký với Trung Quốc thì họ cũng ký cái gì cũng được hết các bạn. Và hai bên giấu nhẹm cái vấn đề ký kết đi, không cho quốc gia khác biết, thì người ta không biết, thì người ta không biết làm sao người ta kiện cả, trừ khi có bằng chứng, đúng không? Và vì vậy thì phía Cộng sản Việt Nam cai trị dân, thay vì tôn trọng những cái quyền đó để mặt hàng của Việt Nam được thoải mái như hội nhập vào cộng đồng quốc tế, Đảng Cộng sản Việt Nam lại tìm cách lách né bằng cách đi ký những cái hiệp ước song phương giữa các quốc gia với nhau. Và khi mà ký như vậy thì nó đưa Việt Nam vô một cái risky, tức là một cái tiềm năng nguy hiểm. Thứ nhất là cái mặt hàng của Việt Nam sẽ cũng bị giới hạn, và Việt Nam sẽ phải nhập cảng nhiều hơn là xuất cảng. Tại vì khi đi theo cái hướng này
mà muốn những quốc gia đó mắt nhắm mắt mở cho những cái vi phạm của Việt Nam, thì bù lại Việt Nam phải mở cửa và đưa quyền lợi cho quốc gia đó nhiều hơn, gấp 2 hoặc gấp 3, tức là cái cán cân mậu dịch nó không đều, thì họ mới đạt được cái điều họ mong muốn. Ý của tôi muốn nói là nếu như ví dụ nha, bây giờ Việt Nam ký với Úc đi, bây giờ Việt Nam nói ok mấy cái chuyện mà kia thì thôi anh chăm trước cho tôi để tôi có thể xuất cảng mặt hàng của tôi vào thị trường của anh, thì Úc có thể ok tôi có thể mắt nhắm mắt mở cho anh được ở một cái giới hạn nào đó mà tôi không bị kiện. Tuy nhiên anh chỉ có thể nhập cảng nếu mà anh nhập cảng 1 tỷ đô la tiền hàng vào nước tôi, thì tôi có thể nhập 5 tỷ đô la tiền hàng vào nước của anh. Là các bạn thấy cái cán cân mậu dịch nó xa như vậy rồi, hoặc là 10 tỷ đô la xa hơn nữa. Do đó Đảng Cộng sản Việt Nam đôi lúc họ cắn răng họ ký những cái điều đó để họ thoát được cái vấn đề mà phải thực thi những cái quyền, tôn trọng những cái quyền con người, những cái giá trị con người hay là cái nguồn gốc của sản phẩm. Và vì vậy cuối cùng các bạn thấy, nhưng mà họ có tha đâu, các bạn thấy vừa rồi Âu Châu đã moi ra cái vấn đề thép, là họ ký theo cái kiểu song phương như vậy, rồi họ nhập thép, nhập cảng từ Trung Quốc qua Việt Nam, đóng mộc Made in Việt Nam đưa vào thị trường của Âu Châu hay thị trường Hoa Kỳ, và bây giờ bị khui ra. Thì dựa trên cái đó tôi nói cho các bạn biết là phía Đảng Cộng sản Việt Nam luôn tìm cách luồn lách cái khung quy tắc đó. Cái khung quy tắc là như vậy, nhưng mà thay vì là họ tôn trọng cái đó họ làm thì họ không có bị trở ngại gì hết, không bị tăng thuế mà cũng không bị làm khó làm dễ cho cái quota, tức là cái số lượng nhập cảng. Nhưng mà vì họ không có những cái điều tôn trọng những cái quyền con người và cái khẳng định được cái giá trị của sản phẩm về cái mặt hàng xuất cảng đó, và cái phẩm chất của sản phẩm cũng như là cái nguồn gốc của sản phẩm, do đó họ không có, thay vì họ làm những cái điều đó thì họ thoải mái, đằng này họ không làm thì họ lách bằng cách là họ đi deal riêng từng nước, tức là họ nói chuyện riêng với từng nước, ok anh tha cho tôi khúc này để tôi mở cửa cho anh khúc kia, tôi mở nhiều hơn cho anh để anh có lợi nhiều hơn. Cái kiểu họ thương thuyết là như vậy. Do đó tại sao mà Việt Nam mở cửa cùng một lượt với một số quốc gia khác, nhưng tới ngày hôm nay Cộng sản Việt Nam vẫn đi tụt hậu so với những quốc gia cùng khu vực. Và các bạn đã hiểu được lý do tại sao mà mặt hàng của Việt Nam luôn bị giới hạn. Giống như tôi đã từng giải thích ở những cái livestream trước, mặt hàng Việt Nam luôn bị giới hạn bởi nhiều thứ, đúng không? Và bên cạnh đó, Việt Nam cho tới ngày hôm nay cũng không có một cái hệ thống tư pháp độc lập để có thể bảo đảm cái sự công bằng giữa đôi bên kiện tụng với nhau. Vì vậy mà cái mặt hàng của Việt Nam khi xuất cảng ra bên ngoài luôn gặp trở ngại và luôn gặp những cái khó khăn về quota. Đây là một trong những cái điều mà khiến cho dân tộc Việt Nam không thể phát triển được. Tại vì khi mà đi ra ngoài mà cái gì cũng bị giới hạn hết thì làm sao mình có thể phát triển toàn bộ cái nội lực của cả một dân tộc được. Mà nếu như thay đổi những điều này thì cái kẻ cai trị không muốn. Nếu cho người ta cái quyền tự do ngôn luận thì có nghĩa là người ta có thể lên án chỉ trích tất cả những cái sai sót của đảng cầm quyền, của những quan chức cầm quyền và nhiều hơn nữa, đúng không các bạn, bởi những tờ báo tư nhân. Còn bây giờ đảng kiểm soát hết báo chí thì ai dám chỉ trích, cái nào đảng cho nói thì nói, cái nào đảng không cho nói thì không nói, hoặc là nội bộ đảng đánh nhau á thì cho tố ông này cho tố ông kia, chứ mà họ không cho người dân tố. Vì vậy cái tự do ngôn luận nó là nguồn gốc của tất cả các loại tự do khác, và vì vậy Đảng Cộng sản siết chặt cái tự do ngôn luận. Ngay cả bây giờ họ kiểm soát không nổi mạng xã hội Facebook, họ đang tìm cách để họ siết chặt cái này luôn, tại đây là cái cửa nói chuyện duy nhất của người dân. Và cái phản ảnh của người dân đối với những cái hành động của gọi là những cái hành động tiêu cực của cái đảng cai trị và cái những quan chức có thể đảng cai trị, thì bây giờ họ tìm cách họ bịt miệng bằng cách là kiểm soát mạng xã hội, họ còn đưa ra cái động thái ngược lại với cộng đồng quốc tế nữa. Rồi quyền tự do lập hội cho tới ngày hôm nay họ đâu có giải gì cho người ta lập hội các bạn. Các lập hội rồi có hội kín hội mở, rồi có những cái người mà chống đối và lại cái đảng cai trị đó họ không kiểm soát được, cho nên họ cấm không cho người dân lập hội, đúng không? Rồi cái quyền tự do đi lại họ kiểm soát rất gắt gao, họ kiểm soát để chi các bạn, để họ biết chắc và họ kiểm soát được và họ trấn áp được những người dân khi có những cái mầm mống mà được xem là những cái mầm mống phản động trong mặt kép, họ kiểm soát như vậy. Rồi tôn giáo cũng vậy, họ biết bất cứ một quốc gia nào
những cái lực lượng được xem là mạnh nhất trong công chúng là những cái lực lượng về tôn giáo. Bây giờ họ kiểm soát tôn giáo để họ kiểm soát, không có một cái thế lực nào có thể lật đổ được họ. Họ ra sức họ kiểm soát hết tất cả những điều này, và tất cả những điều này đều vi phạm vào cái quy tắc và quy ước của cộng đồng quốc tế, của những định chế tài chính, của những tổ chức mậu dịch thế giới. Do đó họ bị kiểm soát một cách gắt gao, họ bị kiểm soát rất chặt chẽ về cái mặt hàng xuất cảng. Và cuối cùng là gì? Mặt hàng của Việt Nam khi mà được xuất cảng qua một quốc gia khác, thứ nhất là bị giới hạn quota, số lượng không nhiều. Thứ hai là đôi khi bị đánh thuế cao hơn bình thường. Bị đánh thuế cao hơn bình thường, họ vẫn phải chịu đựng. Nếu như họ thực thi tất cả những điều này mà nước quốc gia là đánh thuế cao họ, thì họ có thể kiện lên WTO. Nhưng mà tại vì họ vi phạm tất cả những điều này cho nên họ không thể kiện ai được hết. Bất cứ quốc gia nào trên thế giới đều có quyền tăng thuế đối với mặt hàng Việt Nam, và có quyền ngăn chặn cái quota hoặc giới hạn cái quota mặt hàng của Việt Nam xuất cảng vào các quốc gia khác khi mà họ muốn hội nhập cộng đồng quốc tế. Còn nếu họ không muốn hội nhập, đó là chuyện của họ. Nhưng mà họ không thể bước vô cộng đồng quốc tế rồi: ô, tôi là một quốc gia đang phát triển, tôi vừa thoát khỏi chiến tranh, bla 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 bla. Các bạn, họ cái định chế, cái tổ chức mậu dịch thế giới, nó là một tổ chức thương mại giữa các quốc gia với nhau. Và cái tổ chức thương mại đó, họ có cái định chế của họ, họ có quy tắc của họ, họ đặt ra những quy tắc đó thì phải tuân thủ, còn không thôi thì đừng gia nhập. Có thể chơi sân ngoài, muốn chơi sao chơi. Còn nếu gia nhập vào thì phải tuân thủ. Mà tuân thủ thì nếu như mà không tuân thủ thì thiệt thòi đáng chịu. Đó là quy tắc của cộng đồng quốc tế. Do đó các bạn thấy tại sao mà bên ngoài người ta nhìn vào Việt Nam, đa số đều nhìn thấy cái bài toán bế tắc này. Và những điều này không bao giờ được cái đảng cai trị cho phép, báo chí cho phép, người dân trong nước đề cập tới cả. Không cho phép. Và họ chỉ nêu lý do là ồ, như vừa rồi đi, là cái vấn đề mà Hoa Kỳ tăng thuế thép đi, đối với những cái thép từ Việt Nam hay nhôm từ Việt Nam nhập cảng vào Hoa Kỳ đi. Rồi phía Việt Nam, ồ, chúng tôi sẽ kiện. Làm sao kiện? Anh vi phạm một đống nguyên tắc như vậy thì những quốc gia đó có cái quyền ngăn chặn tăng thuế, đó là anh không kiện được. Rồi cái vấn đề cá ba sa cũng vậy. Khi họ nhập cá ba sa vào Việt Nam, tức là bên Việt Nam gọi là hình như là cá gì? Cá bông lao phải không các bạn? Cá ba sa hay cá catfish, gọi cá bông lao phải không? Thì cái số lượng cũng bị giới hạn rất nhiều. Lý do là anh đã vi phạm tất cả những quy tắc này. Và nước Mỹ có quyền tăng thuế hoặc giảm những cái quota nhập cảng từ Việt Nam mà phía Việt Nam không làm gì được, không thể kiện được, cũng không nói được. Tại vì họ đã vi phạm những cái quy tắc chung của cộng đồng thế giới. Do đó, đây là cái bản là lý giải rất rõ ràng cho các bạn trong Việt Nam hiểu được, và đừng để cho báo chí trong Việt Nam nói ô, tại vì Mỹ đất đối xử bất công với mình, hàng họ nhập vô mình nhiều quá mà mình nhập vô họ quá ít. Nói vấn đề là cái hiệp ước song phương đó, Mỹ cũng không thể vi phạm cái quy tắc chung của cộng đồng quốc tế. Do đó họ chỉ có thể mắt nhắm mắt mở một phần nào. Nhưng bù lại thì phía Cộng sản Việt Nam phải mở rộng cái thị trường cho Mỹ nhiều hơn, thay vì còn Mỹ thì khép lại, mà Việt Nam không làm gì được. Trừ phi là họ có đầy đủ những cái, họ tôn trọng tất cả những cái quy tắc này, thì họ sẽ được đối xử công bằng giống như những quốc gia khác. Và nếu như quốc gia nào tăng thuế họ, hay là có những cái hành động ngăn chặn xuất cảng của họ, nhập cảng của quốc gia đó, thì họ có quyền khởi kiện. Họ có quyền khởi kiện. Ví dụ như là nhiều năm trước đây, các bạn còn nhớ là thế giới có một cái đại dịch về thịt bò đó. Thì Hoa Kỳ đã ra cái lệnh ngăn chặn tất cả thịt bò nhập cảng vào Hoa Kỳ, trong đó có Úc, có Nhật.